Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý. Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 10. Huy động nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều cơ hội và thách thức từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU. Trong phần tin thế giới, châu Âu ứng phó làn sóng Covid-19 thứ hai. Ấn Trung thảo luận về căng thẳng biên giới. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 10 đã được tổ chức sáng nay 23 tháng 6 tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, ông Nguyễn Xuân Phúc tham dự. Cùng dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, 300 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015-2020, đại biểu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc, đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có mặt tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần này. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng toàn quân đã trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động vượt qua khó khăn gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thông qua các phong trào thi đua quyết thắng đã có trên 1,5 triệu lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng tôn vinh. Riêng ở cấp Bộ Quốc phòng đã thẩm định, xét và đề nghị khen thưởng 328.070 lượt tập thể cá nhân. Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 10 xác định chủ đề xuyên suốt của phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn mới 2020-2025 là dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương quyết thắng. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Quân ủy Trung ương, nhất là nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Trước khi vào đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm triển lãm thành tựu quân sự quốc phòng, chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 10. Đây đều là những phương tiện kỹ thuật, khí tài hiện đang phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị trong toàn quân. Trong số này, có những phương tiện hiện đại do Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và hiện đã đưa vào trang bị biên chế trong các đơn vị. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến từ văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến các điểm cầu: Bộ Tài nguyên Môi trường, thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Côn Đảo. Dự hội nghị tại điểm cầu văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đại biểu Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài nguyên Môi trường. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại kỳ họp thứ 9, công tác phòng chống dịch COVID-19 trong cả nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phục hồi phát triển kinh tế xã hội những tháng còn lại của năm, kết quả trả lời ý kiến kiến nghị cử tri của các cơ quan thẩm quyền. Tại hội nghị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân còn ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri về các vấn đề liên quan đến việc thu gom rác thải, ô nhiễm môi trường, các dự án đường giao thông, xử lý các trường hợp tham nhũng trong mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19, tình trạng hút trộm cát trên địa bàn tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức cuộc họp cho ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo dự thảo báo cáo, 5 năm qua, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác xây dựng Đảng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án quốc gia về phòng chống tội phạm, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, cảng biển, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trong khu vực biên giới biển. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến tổ chức vào 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 năm 2020. Đại hội xác định chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vững mạnh toàn diện, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương vững mạnh.
Tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị dự thảo cần cụ thể hóa các số liệu, xem xét điều chỉnh lại chủ đề của đại hội theo hướng ngắn gọn. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Ban Thường vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp thu đầy đủ và nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng theo quy định ngành để hoàn chỉnh bổ sung báo cáo chính trị trình đại hội. Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu giàu tiềm năng phát triển kinh tế ở nhiều lĩnh vực. Thế nhưng tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng. Một trong những nguyên nhân tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh được các chuyên gia kinh tế nhận định là chưa thu hút được nguồn vốn xã hội. Đâu là điểm nghẽn của Bà Rịa Vũng Tàu trong thu hút nguồn vốn xã hội trong đầu tư phát triển kinh tế xã hội? Giải pháp nào sẽ tháo gỡ điểm nghẽn này? Vấn đề đã được các chuyên gia kinh tế bàn luận sâu tại hội thảo Giải pháp huy động nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội thảo do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế hàng đầu như Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư Tiến sĩ Sử Đình Thành, Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu và Kinh doanh Châu Á, ông Đặng Đình Cường, chuyên gia cao cấp về phát triển đô thị thuộc Ngân hàng Thế giới, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội thảo, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng tham dự hội thảo. Tại hội thảo, bàn giải pháp huy động nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 dự báo hơn 296.000 tỷ đồng. Trong số này, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách chiếm 80,6%. Trong cái khuôn khổ hội thảo hôm nay, chúng ta sẽ nhìn nhận lại toàn diện các cái thực trạng đầu tư và nguồn vốn đầu tư của tỉnh của giai đoạn 2016-2020 và lắng nghe những chia sẻ, những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia, các nhà quản lý thuộc các bộ ngành trung ương, các định chế tài chính, các trường đại học và các doanh nghiệp và các cái tỉnh bạn để đề ra các cái giải pháp tối ưu trong việc huy động các nguồn vốn xã hội để đầu tư cho các dự án công trình phục vụ mục tiêu xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch cho giai đoạn 2021-2025. Là địa phương nằm trong tứ giác phát triển của phía Nam, gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều lợi thế. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của Bà Rịa Vũng Tàu dần chậm lại. Ngay cả lợi thế về cảng biển, về du lịch đều chưa phát huy được. Phải nhìn cái sự phát triển Bà Rịa Vũng Tàu trên quan điểm phát triển vùng, chứ không phải riêng biệt một cô lập một địa phương mà phát triển được. Mà để phát triển vùng thì giải quyết vấn đề quan trọng nhất của vùng này, đó là kết nối giao thông, để thúc đầu tư, là phải dựa trên những trụ cột tăng trưởng kinh tế. Thế thì trụ cột của Vũng Tàu là gì? Vũng Tàu có lợi thế ngoài cái phát triển về cảng và logistics dịch vụ rất là mạnh. Hiện nay trong 15 cái khu công nghiệp mà lấp đầy là 10 khu nó phát triển các ngành công nghiệp chế tạo gắn với cảng biển. Cái thứ ba của Vũng Tàu là vấn đề du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng. Và thứ tư, địa bàn Vũng Tàu vẫn còn cái tiềm năng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Giai đoạn 2010-2018, Bà Rịa Vũng Tàu nằm trong nhóm các địa phương thu hút vốn đầu tư FDI rất cao, nhưng lại nằm trong nhóm các tỉnh thành có thu hút đầu tư tư nhân thấp nhất cả nước. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi theo các chuyên gia, lệ thuộc quá nhiều vào FDI không phải là giải pháp phát triển bền vững. Do đó, Bà Rịa Vũng Tàu cần có chính sách thích hợp để tăng thu hút vốn đầu tư tư nhân và cải thiện tăng trưởng kinh tế của địa phương trong tương lai. Tôi thấy một số các cái tiêu chí như là tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, vân vân, thì nó cũng chưa được cái cộng đồng doanh nghiệp trong nước đánh giá cao. Đấy, thì đây cũng là cái mà tôi nghĩ sắp tới thì Bà Rịa Vũng Tàu, chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành cũng nên nỗ lực cải thiện các cái tiêu chí này. Tại vì một khi mà cái quản trị kinh tế mà nó tốt á, thì nó cũng tạo ra một cái môi trường đầu tư nó tốt. Những cái nỗ lực đó thì nó sẽ lôi kéo được những cái nguồn vốn đầu tư, nó phát triển được cái nội lực để đầu tư của người dân, của doanh nghiệp, và nó sẽ thúc đẩy cái Vũng Tàu phát triển bền vững hơn.
Một giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư cũng được các chuyên gia kinh tế chia sẻ tại hội thảo là thu hút và triển khai các dự án theo phương thức đối tác công tư. Các chuyên gia cho rằng cần phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư PPP và nên ưu tiên cho số dự án PPP trọng điểm trong lĩnh vực giao thông vận tải, điện, y tế, giáo dục, hạ tầng công nghệ thông tin và phải xác định được loại hợp đồng phù hợp. Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế đến từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, các công ty đầu tư tài chính cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc huy động nguồn vốn đầu tư của các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Hội thảo nhận diện cơ hội kinh doanh từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU do Ban Chỉ đạo Hội nhập Quốc tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu và Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ phối hợp tổ chức vào sáng nay 23 tháng 6. Gần 100 đại biểu đại diện cho các sở ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã tham dự. Được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn ngày 8 tháng 6 năm 2020, EVFTA sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Hiệp định có các cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của EU, cam kết về xuất khẩu, về hàng rào phi thuế quan. Hiệp định mang lại nhiều cơ hội và cả không ít thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam. Phát biểu mở đầu hội thảo nhận diện cơ hội kinh doanh từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định lợi ích từ EVFTA rất cụ thể rõ ràng, nhưng để thực hiện được những cam kết theo yêu cầu của Hiệp định là không dễ. Cái hội thảo vừa ở tất cả các huyện, thị, thành của thành phố và cũng cả các đối tượng cán bộ công chức cũng như là đặc biệt đối với doanh nghiệp để làm sao mà nắm bắt được những cái nội dung cơ bản nhất của hiệp định và những cái nắm bắt được những cái cơ hội tới và những cái thách thức khi tham gia khi thực thi cái hiệp định này. Thì qua những cái hội thảo này sẽ có những cái tài liệu họ gửi về cho các cái doanh nghiệp. Các chủ doanh nghiệp có thể nhìn nhận được những cái cơ hội có thể đến được từ những cái hiệp định này. Theo các chuyên gia kinh tế, EVFTA là hiệp định thương mại thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. Hiệp định giúp doanh nghiệp tăng kim ngạch xuất khẩu ở những mặt hàng mà từng địa phương có lợi thế với thuế suất bằng 0%. Tuy nhiên, để tận dụng lợi thế, doanh nghiệp phải nắm rõ các quy định mà hiệp định thương mại yêu cầu, trong đó tiêu chuẩn sản phẩm là yêu cầu quan trọng nhất. Thêm vào đó, doanh nghiệp phải nhạy bén, chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn nhất quán. Thứ nhất là các doanh nghiệp nên tái cấu trúc lại toàn bộ cái hệ thống của mình. Tái cấu trúc để tìm ra ba vấn đề. Một là cái loại sản phẩm mà mình đang kinh doanh á, có trong cái cơ hội lần này hay không. Cái thứ hai á, là mình có một cái cơ hội là mình phải tập trung về tài chính để làm cho cái nguồn tài chính đó nó cô động và nó đảm bảo cái hiệu quả của cái đầu ra của sản phẩm mà mình kinh doanh cả hai chiều. Và cái thứ ba là cái thương hiệu của mình á, là nâng cao nó lên để làm sao cho người ta chú ý, người ta biết đến mình nhiều hơn. Và khi vượt qua được rào cản châu Âu thì chỉ cần là trong cái lý lịch, trong cái hồ sơ, trong cái giới thiệu sản phẩm của mình mà đã nói rằng là vượt qua được cái rào cản châu Âu, nhập qua được cái nước nào bên đó thì những nước khác là sẽ thành công. Các ý kiến đưa ra tại hội thảo đều có chung nhận định. Thời gian thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA đã cận kề. Sự nỗ lực từ doanh nghiệp càng cấp bách hơn. Trong khi đó, hơn 95% doanh nghiệp Việt Nam là nhỏ và vừa, nên không thể một sớm một chiều đảm bảo được quy định, quy chuẩn sản phẩm theo EU. Vì vậy, bước đầu, chính sách hỗ trợ tiếp sức của nhà nước cho doanh nghiệp rất quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, có thể hội nhập với sân chơi lớn này. Chuyển sang thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp xử lý kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn gạch men Hoàng Gia. Năm 2000, Công ty trách nhiệm hữu hạn gạch men Hoàng Gia đã ký các hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty Idico trên tổng diện tích hơn 71.000 m² để xây dựng nhà xưởng sản xuất gạch men tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A, thị xã Phú Mỹ. Đến nay các hợp đồng thuê đất hết hiệu lực. Để tiếp tục triển khai dự án, Công ty trách nhiệm hữu hạn gạch men Hoàng Gia cần ký hợp đồng thuê lại đất mới với Tổng Công ty Idico. Với hợp đồng thuê lại đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn gạch men Hoàng Gia, Công ty Idico đã đề xuất phí sử dụng hạ tầng chưa bao gồm thuế VAT là 3,25 đô la Mỹ một mét vuông một năm. Trong trường hợp Công ty Hoàng Gia không thống nhất với mức phí sử dụng hạ tầng, Idico sẽ đồng ý gia hạn cho Hoàng Gia một năm để sắp xếp, di dời và bàn giao mặt bằng. Phía Công ty Hoàng Gia cho rằng
đơn giá đất Ideco cho thuê tại thời điểm hiện nay quá cao, doanh nghiệp sẽ khó sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tại buổi làm việc xử lý kiến nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn gạch men Hoàng Gia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Lê Tuấn Quốc giao cho Ban Quản lý các khu công nghiệp, Cục Thuế, Sở Tài chính cùng ngồi lại với hai doanh nghiệp để bàn bạc đi đến thống nhất trên tinh thần hài hòa quyền và lợi ích cho cả đôi bên. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt dự án xây dựng hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc với tổng vốn đầu tư 166.060 triệu đồng. Thời gian thực hiện là 4 năm. Đến nay, công trình chỉ khởi công xây dựng được 5 trên 8 gói thầu, chủ yếu là các công trình trên kênh, còn phần đào kênh thì thi công cầm chừng do chưa có phương án xử lý khối lượng đất vô dư. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo đề xuất xử lý lượng đất từ thi công kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp ở xã Phước Tân, Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc. Tại các cuộc họp trước đây, một số sở ngành đề xuất phương án thu hồi lượng đất vô dư trong quá trình thi công kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp ở xã Phước Tân, Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc. Trong đó, Sở Tài chính đề nghị xử lý theo phương án đấu giá công khai. Qua nhiều cuộc họp, thế nhưng cho đến nay, các sở ban ngành liên quan vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể nào để chủ đầu tư thực hiện. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài chính triển khai kế hoạch để tổ chức đấu giá đối với khối lượng đất dồi dư từ dự án thi công kênh mương trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, sáng nay Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. 5 năm qua, các phong trào thi đua do Liên minh Hợp tác xã phát động với những nội dung và hình thức phong phú, phù hợp thực tiễn nên thu hút đông đảo các hợp tác xã tham gia. Từ nội dung thi đua mà Liên minh Hợp tác xã phát động, nhiều hợp tác xã đã chuyển đổi phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả, xuất hiện thêm các tập thể cá nhân vươn rộng thị trường. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 123 hợp tác xã với hơn 12.800 thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ và lĩnh vực tín dụng. Tổng nguồn vốn hoạt động trên 841.500 tỷ đồng. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa bằng các phong trào. Như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào Bà Rịa Vũng Tàu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, các hợp tác xã thường xuyên có các hoạt động kết nối, hỗ trợ nhau trong sản xuất. Nhiều hợp tác xã đã có những đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập cho xã viên. Năm 2019, số hợp tác xã được xếp loại khá giỏi đạt 68%, tăng 1,09% so với năm 2019. Giai đoạn 2020-2025, Liên minh Hợp tác xã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động. Phấn đấu có 70% hợp tác xã xếp loại khá giỏi và phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 209 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực theo luật hợp tác xã. Thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Mức quà tặng theo phương án trình Chủ tịch nước được chia thành hai loại 400.000 đồng và 200.000 đồng. Theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức quà 400.000 đồng để tặng quà cho các đối tượng là mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 200.000 đồng để tặng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thiên tai năm nay ngày càng gia tăng và khốc liệt. Số cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng tăng về số lượng, mạnh về cường độ và dồn dập vào cuối mùa từ tháng 10 đến tháng 12. Ngoài ra, các cơn bão và áp thấp nhiệt đới cũng đang có xu hướng dịch chuyển dần xuống các tỉnh phía Nam, trong đó có khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Để chủ động ứng phó với thiên tai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang triển khai nhiều giải pháp, phương án chủ động phòng chống lụt bão,
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Các cơ quan khí tượng dự báo năm 2020, nước ta sẽ có khoảng 12-14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, cao hơn khoảng 3 cơn so với trung bình hàng năm. Trong đó có khoảng 4-5 cơn bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam. Khả năng có một cơn ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Bộ. Ngoài bão áp thấp nhiệt đới, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu được dự báo sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp và xuất hiện nhiều đợt thời tiết nguy hiểm gây ra dông lốc xoáy, gió giật mạnh, khiến biển động mạnh liên tục và kéo dài. Để chủ động ứng phó với thiên tai, ngay từ khi bước vào mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai nhiều hoạt động như ban hành kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2020, kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, rà soát các công trình thủy lợi và các khu vực có nguy cơ cao và lên phương án di dời các khu vực nguy hiểm, đồng thời tăng cường tuyên truyền đến người dân về các phương án phòng tránh trú bão. Phần cuối thông tin thời sự trong tỉnh và trong nước là những ghi nhận về hoạt động thể thao. Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khai mạc giải bóng chuyền chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự giải có 9 đội gồm có các ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố trong lực lượng vũ trang tỉnh, đội trung đoàn Minh Đạm và đội khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Giải bóng chuyền thi đấu theo thể thức chia bảng AB, chọn đội nhất bảng và nhì bảng để đấu bán kết và chung kết. Đây là hoạt động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết, hăng hái trong học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau lễ khai mạc giải đã diễn ra các cặp đấu đầu tiên giữa các đội Trung đoàn Minh Đạm và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ. Dự kiến giải sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ 23 tháng 6 đến 2 tháng 7. Hội Golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gọi tắt là BVGA, vừa tổ chức giải golf từ thiện Fairways to Life, từ sân golf đến cuộc sống lần thứ 14 tại sân golf Vũng Tàu Paradise. Đây là sự kiện thường niên của BVGA nhằm gây quỹ phục vụ cho các hoạt động xã hội trong 14 năm qua. Mục tiêu của giải năm nay là huy động sự đóng góp của các mạnh thường quân nhằm chăm lo đời sống các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giải đấu Fairways to Life 2020 năm nay thu hút 210 golfer là các hội viên đến từ Hội Golf Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Các golfer chia làm 5 bảng thi đấu gồm A, B, C, Callaway theo System 36 và bảng nữ. Giải đấu Fairways to Life 2020 không chỉ góp phần tích cực vào việc giao lưu, thu hút người dân tham gia tập luyện môn thể thao golf, tạo thêm sản phẩm mới cho ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu, mà còn góp phần đẩy mạnh hoạt động từ thiện. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã nhận được hơn 2,1 tỷ đồng từ các nhà tài trợ, các golfer cho các hoạt động từ thiện của hội. Dịp này, ban tổ chức đã trao cho Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 200 triệu đồng để hỗ trợ cho 2 ca mổ tim, hỗ trợ quỹ tấm lòng vàng của báo Bà Rịa Vũng Tàu 150 triệu đồng, hỗ trợ 200 triệu đồng cho chương trình kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Thưa quý vị, Mexico hiện đã vượt Brazil về số người chết do đại dịch COVID-19, trong khi Brazil, ổ dịch lớn thứ hai thế giới, vẫn tiếp tục thông báo tăng số ca nhiễm. Diễn biến này cho thấy tình hình dịch bệnh đang rất căng thẳng tại khu vực Mỹ Latin. Mexico đã ghi nhận 1.044 ca tử vong do COVID-19, cao gần gấp đôi con số 641 ca tại Brazil. Các chuyên gia lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latin đã bị mất kiểm soát dịch bệnh, mà nguyên nhân chính là quá vội vàng nới lỏng phong tỏa. Tình hình tại Brazil cũng không kém phần quan ngại khi bang Sao Paulo ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt trong tuần qua. Nhiều bệnh viện bị thiếu giường phục vụ bệnh nhân. Hệ thống y tế địa phương cũng sắp rơi vào tình trạng quá tải. Tại Mỹ, tình hình dịch bệnh tại bang Texas, một trong những bang có dịch bệnh nghiêm trọng nhất của nước này, cũng đang lây lan rất nhanh với tốc độ chóng mặt. Diễn biến dịch bệnh ở Texas đang đẩy số ca bệnh COVID-19 tại Mỹ tiến đến mốc 30.000 ca nhiễm mỗi ngày. Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott, khẳng định cần kiềm chế tốc độ lây lan COVID-19 ở Texas và bang này đã có chiến lược hành động, nhưng chưa có ý định tái áp đặt ngay lệnh phong tỏa. Cũng theo thống đốc Abbott, trong bối cảnh thế giới sẽ còn phải tiếp tục sống chung với dịch bệnh cho tới khi có thuốc đặc trị hoặc vaccine,
thì việc tìm ra các giải pháp để đưa nhịp sống trở lại bình thường là điều rất cần thiết. Bang Texas hiện ghi nhận 3.711 ca mắc mới, phá vỡ kỷ lục về con số nhập viện trong 11 ngày liên tiếp trước đó. Còn tại châu Âu, người dân đang có khoảng thời gian thả lỏng sau khi một số hạn chế chống dịch được dỡ bỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, giới chức y tế nhiều nước đang ráo riết đào tạo đội quân y tế nhằm ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19. Để tránh việc thiếu hụt các nhân viên y tế trong trường hợp làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai bùng phát, các nước châu Âu đang triển khai các khóa học ngắn hạn về cách thức điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Châu Âu muốn thiết lập một đội quân dự bị gồm các nhân viên y tế chuyên nghiệp, có thể sẵn sàng điều động tới chăm sóc các bệnh nhân nặng bằng việc đào tạo lại các bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ chuyên khoa tim, bác sĩ nội khoa, y tá từ các khoa khác để điều họ tới các phòng hồi sức tích cực khi cần. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu EU vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 22 bằng hình thức trực tuyến, trong đó tái khẳng định cam kết hoàn tất thỏa thuận đầu tư song phương toàn diện trong năm nay. Tham dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc EU có Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà von der Leyen và Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ tham gia sau. Lãnh đạo hai bên ghi nhận những tiến triển đã đạt được trong các cuộc đàm phán và tái khẳng định cam kết hoàn tất thỏa thuận đầu tư toàn diện Trung Quốc EU trong năm 2020. Liên quan căng thẳng biên giới Ấn-Trung, các chỉ huy của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vừa nhóm họp để thảo luận các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực biên giới giữa hai nước ở Himalaya. Các chỉ huy của Ấn Độ và Trung Quốc đã gặp nhau ở khu vực Mondo ở phía ranh giới kiểm soát thực tế do Trung Quốc kiểm soát. Cuộc gặp kéo dài vài giờ đồng hồ, trong đó Ấn Độ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc rút quân về lại khu vực họ từng đóng quân hồi tháng 4 vừa qua. Trong các vòng đàm phán giữa hai bên trước đó, phía Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ dừng mọi hoạt động xây dựng mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của Trung Quốc. Liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố quyết định thay đổi quy chế đối với 4 hãng truyền thông nhà nước của Trung Quốc, theo đó siết chặt cơ chế quản lý nhân sự và các giao dịch tài chính của các hãng truyền thông này. Cơ chế mới của Mỹ xếp 4 hãng truyền thông của Trung Quốc gồm đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, Nhân dân Nhật Báo, Thời báo Hoàn cầu và hãng tin China News Service CNS vào nhóm các phái bộ ngoại giao nước ngoài, thay vì là những cơ quan thường trú truyền thông tại Mỹ. Các hãng này sẽ phải báo cáo Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin chi tiết về nhân sự cũng như các giao dịch bất động sản ở Mỹ, mặc dù không bị giới hạn vào hoạt động đưa tin. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 23 tháng 6, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang chịu tác động của hai hình thái thời tiết chính là áp thấp nóng phía Tây và áp cao cận nhiệt đới. Đây là hai hình thái thời tiết gây nóng. Do vậy, những ngày gần đây, nền nhiệt trong tỉnh tăng nhẹ, cao nhất từ 32 đến 34 độ, gây cảm giác khá oi bức. Mưa có xu hướng giảm dần, chỉ còn mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Nhưng vẫn cần đề phòng các hiện tượng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy có thể xảy ra trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể xảy ra sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng, gió Tây Nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Độ ẩm tương đối 81-92%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể xảy ra sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng, gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ, cao nhất 33 độ. Độ ẩm tương đối 84%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên, trong cơn dông vẫn có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Tại Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2020, mực nước cao nhất 380cm xuất hiện lúc 4 giờ 30 phút, thấp nhất 40cm xuất hiện lúc 22 giờ 30 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.